ngồi cầm cái này nè. Cái miếng nhỏ nhỏ nè. Cần lên đây con. Cái này, chỗ này nó chưa nở hết rồi. Ừ. Đây nè, cái này đẹp đây. Sao không lên ngồi đây, mà ngồi đây. Cô chị em vẫn nhanh quen lắm. Nhưng mà để ban đầu thì để ngồi nó không phải ngồi vậy. Trong cái nhỏ của em ấy, ba ba cái này đi. Cho nó xiên được dễ. Tay còn dơ. Lau tay để xiên được dễ ăn. Đấy. Ôi. Trời. Tay lại, con tay lại. Đấy, nó lại nắng đây rồi. Này quá trời đồ ăn luôn vậy. Nhiều à. Có xoài. Bánh à? Xoài gì? Xoài xanh luôn hả? Xoài xanh đấy. Hôm nọ em về mà em mang phát 5 cân sang ấy. Vậy hả? Được mang qua được hả? Đâu, em mua vé Vietjet mang được 7 cân hành lý rồi. Em nhét hết vào ba lô. Thế cứ thế đi ra luôn. Đây con, đây con. Đây. Đây nè. Con uống nước á. Ôi mở. Ngon vậy? Ừ. Xôi mặn hả? Cái này em đừng mua ý thì hớt mà em đau đầu về để đau đầu. Cần ăn gì đây? Ngon không? Cái tôm á, tôm rim ngon. Tôm khô. Mới cần ăn này. Xôi mặn á. Có hành phi vô chưa? Có hành phi, tôm phi. Này cây à, đến tuần tới là cũng bớt rồi, tuần tới chắc còn là 1/3. Hết rồi. Này hôm nay là đứa nào cũng thôi đưa nguyên hộp dại cho tụi nó ăn kia ngoài ăn đi. Nó ăn hết ngay. Thôi mình biết. Chỉ có trả rồi. Hôm nay ngày đẹp trời, nắng trong. Hoa đào đẹp. Thôi cho hai đứa hồn này bên ngoài đó hai đứa bạn nhau ăn. Ôi ở đây nhá. Ngon là có xoài nữa. Đây xoài này. Ừ, tổ con cho cái này đây thế. Được rồi, được chưa? Đấy. Lau cái mũi là nó đi vào kìa. Ăn đầu nhá. Quá trời món luôn. Cô Lan mang ra quá trời món ăn luôn. Ừ, cô Lan là món Việt Nam có mà đầy. Hôm qua chồng em vừa về nên em mới có đấy. Hôm qua vừa qua. Mày thế. Trái gì? Trái sơ rê sao? Sơ rê sao? Táo Việt Nam. Me. Đây là mận. Trái nhỏ sao? Táo mèo. Đây mận chị. Đây là mận xanh, mận cơm. Ủa vậy hả? Cũng là mận luôn rồi. Chồng em vừa mang sang á. Quay có mấy bông mà em không tìm mà. Nào các bạn chọn vị gì nào? Giống nhau luôn mà. Có mấy vị? 2 vị. Mama mở chân con. Đấy. Cho hai mở chân. Ôi sao đây. Đây ngắm thuyền đây cũng đẹp ha. quý vị, hôm nay ngày trời đẹp đua này chắc cháy da luôn à. Tụi này chắc tụi sinh viên không nha, tụi sinh viên toàn các trường đại học. Thấy ngoài kia nó có đề cái bảng của trường đại học, toàn các trường đại học nó bóp vào giống như nó học ngoài khóa thôi. Bóp đi cái cường ngon không? Con ra nào con, nào chị bố mày ăn đi nào. Mút đi. Con xem bố ăn gì, mẹ ăn gì. Ăn gì? Con này dốc này. Dốc rồi. Ngồi đây mát. Cũng chảy rồi. Em tưởng ăn đi là vừa. Chảy vâng. Ôi xí. Ôi nón mát quá ra, nón mát quá. Đến xa kìa mấy cửa. Thank you. Cái này dốc quá hả? Dốc quay cho trường ra dốc. Hai mấy cường trượt coi. Hai mấy cường trượt coi. Rồi. Sụt xuống rồi, sụt xuống. Rồi. Hãy trượt đi con. Đấy, nuôi dọc. Rồi. Coi. Ngọc trượt được không? Pappa deきた。出たの？パパ見て。Nó mới cường trượt coi. Các bạn của bạn nha. Đi ngồi đằng sau, xong rồi đi ngồi đằng sau. Nhưng mà biết rồi, biết ngồi lui lại đằng sau đi. Mới tiếp tục mình trượt. Anh sẽ ra của con. Ôi thế. À sao? Sao? Giờ có con mất. Cô mà đi mất thế. Sao?ここ、足、ここ。違うだよ。それはここ危ないから。わかる？危ないよ。ここ持って、ここ持って。じゃどうする？あなた。はい、どうする？ゾンビ。ゾンビのカメラ。ここも持たないと危ないからね。Let's go. Thank you. Bạn chơi mà cứ cầm này kìa.